Truyện tranh cười nhân gian Việt Nam. Nhất minh trọng, nhất minh khinh. Một anh thợ mộc hay chữ làm công cho một ông quan. Thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, quan hỏi: trước kia anh có học hành chữ hay không? Bẩm có ạ. Quan chỉ vào con ngựa quý đang đứng ở góc sân và bảo: anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, nếu hay thì ta thưởng. Anh thợ mộc ứng khẩu đọc ngay: bạch mã mau như tuyết, ngựa trắng lông như tuyết, tứ túc cương như thiết, bốn chân cứng như sắt, được lắm. Tướng công kỵ bạch mã, tướng công cưỡi ngựa trắng. Bạch mã tẩu như phi, ngựa trắng chạy như bay. Quá hay, tuyệt, ta thưởng cho anh một bó lúa và một quan tiền. Anh thợ mộc ra về, gánh một bên là bó lúa, một bên là đồ nghề. Thấy bên nặng bên nhẹ, bèn nói chữ: nhất bên trọng, nhất bên khinh. Một bên nặng, một bên nhẹ. Quan nghe thế liền cho anh thợ mộc thêm một bó lúa nữa để gánh cho cân. Con cảm ơn quan ạ, về nhé. Về nhà, anh thợ mộc đem chuyện kể cho mọi người nghe. Có một người hàng xóm cũng làm nghề thợ mộc nhưng dốt đặc cán mai. Nghe xong chuyện liền nổi máu tham, bèn nhờ anh ta: này cậu, dạy tớ ngay bài thơ và câu nói chữ đi, tớ học thuộc. Rồi người hàng xóm vội sắp đồ nghề vào dinh quan xin việc: anh có biết làm thơ không? Bẩm quan, tài thơ phú của con chỉ có nhất thôi ạ. Quan chỉ ra sân và bảo anh ta: anh làm bài thơ vịnh bà cụ là mẹ tôi đang quét sân kia đi. Anh ta lúng túng vì chỉ thuộc bài thơ vịnh con ngựa, nhưng trót thì phải trét, liền đọc: bà cụ mau như tuyết. Bà cụ tóc trắng như tuyết. Ừ, được đấy. Nghe quan khen anh ta dấn tới: tứ túc cương như thiết, bốn chân cứng như sắt. Ý hơi ép nhưng cũng cho là tạm, đọc tiếp đi. Anh ta liền tu một mạch: tướng công kỵ bà cụ tẩu như phi, tướng công cưỡi bà cụ chạy như bay. Quan nghe xong giận quá liền thét lính nọc ra đánh vào mông anh ta 30 roi. Anh ta vừa xoa vào mông vừa nói nốt câu chữ đã học được: nhất bên trọng, nhất bên khinh, bên nặng bên nhẹ. À, nó chê một bên nặng một bên nhẹ hả? Đánh thêm 30 roi nữa vào lưng cho cân. Anh lính ở đâu? Có một nhà sư không rõ phạm tội gì mà bị bắt giải lên huyện. Anh lính áp giải nhà sư là một người hay quên và lẩn thẩn: tôi phải đi có chút việc. Chíp chíp. Bởi vậy, để cho chắc ăn, trước khi ra đi anh lính kiểm tra đồ đạc kỹ càng: khăn đây, gậy đây, gông đây, trét đây, sư đây, lính đây, đủ cả, hi hi. Dọc đường anh ta cứ luôn miệng lắm bấm để khỏi quên: khăn đây, gậy đây, sư đây, lính đây. Nhà sư phát hiện ra điều đó: anh này hay lẩm cẩm hay quên, mình có cách thoát rồi. Tối rồi, chúng ta vào quán trọ kia ăn cơm đi, tôi bao anh đấy. Chịu liền. Hôm nay có thịt cầy 7 món. Vào quán, anh lính gọi thật nhiều rượu và uống say mềm. Hèm, rượu ngon, thịt cầy dậu đã quá. Anh lính gục xuống ngủ như chết. Nhà sư liền lục túi anh ta và lấy chìa khóa mở gông: đây rồi. Hà, lính tráng gì mà phát chán. Nhà sư tháo gông trên cổ mình rồi trồng vào cổ anh lính. Xong rồi, ta trốn thôi. Rồi nhà sư cạo đầu anh lính trọc lóc. Đến khi tỉnh giấc, anh lính vội kiểm tra lại: đủ cả, khăn đây, gậy đây, trát đây, gông đây. Chật, chết chữa, cái gì cũng đủ nhưng mà sư đâu rồi? Anh ta vô cùng hoảng sợ: nhà sư đâu? Thôi chết cha tôi rồi, nhà sư đâu? Vô tình anh ta đưa tay lên đầu: a ha, tóm được nhà sư đây rồi. Chợt nhớ ra một điều, anh ta than thở: nhà sư có rồi, đồ đạc còn đủ, nhưng anh lính đâu nhỉ? Vậy là mất anh lính. Lấy ai giải nhà sư đi bây giờ? Đã chết với tao chưa? Nhà kia có giỗ người vợ làm cỗ và bày mâm xong, bèn bê mâm đặt lên bàn thờ thì một con ruồi đến đậu ngay trên đĩa xôi. Thôi chết tôi rồi, mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cẩn thận để ruồi nó bậu vào, ế tạp quá. Anh chồng nghe thế giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: con ruồi khốn kiếp ấy đậu vào đĩa xôi khiến ông bà không chứng giám cho nữa rồi. Anh ta liền kiện lên quan huyện: bẩm quan, chúng con vất vả quanh năm, hôm nay mới làm được mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi sa vào làm ô ế cả, xin quan lớn xét xử cho con được nhờ. Quan nghe xong liền phán: tao cho phép mày từ nay, hễ thấy nó ở bất cứ đâu thì cứ đánh nó chết. Quan vừa nói xong, bỗng một con ruồi đến đậu ở má ông ta. Anh kia trông thấy, con ruồi liền mím môi đang giáp tay thẳng, tát thẳng vào mặt quan một cái như trời giáng, bóp: đã chết với tao chưa? Nghe sao làm vậy? Có một ông thầy lang cứ mỗi lần đi xem bệnh là dẫn theo anh học trò. Một hôm, hai thầy trò đến nhà bệnh nhân đau dạ dày: tôi đã dặn đừng ăn đồ chua mà không chịu nghe, để bây giờ bị đau thế này.
Bệnh nhân thấy thầy Lan nói trúng phốc thì sợ hết hồn bèn năn nỉ thầy chữa cho. Thầy quả là thần y, chỉ xem mạch thôi mà biết được người bệnh ăn đồ chua. Thầy Lan khoái quá bèn truyền bí quyết cho học trò. Bởi tao thấy trên bàn có mấy miếng vỏ chanh nên tao dựa theo đó mà đoán vậy thôi. Anh học trò học được bí quyết đó liền đi hành nghề y. Một hôm anh ta được mời đi xem bệnh. Vừa bước vào nhà bệnh nhân, anh ta đã quát mắng người nhà: ai bảo ông cho bãi ăn lắm thịt gà để bệnh càng nặng hơn. Biết là thầy Lan đấu mò, chủ nhà tống cổ anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Go go go. Anh ta vội tìm đến thầy hổn hển kể lại: con không hiểu tại sao ông ta lại đuổi con chạy bạc mạng như vậy. Rõ ràng con thấy có cái chổi lông gà còn mới nguyên trên bàn nhà đấy cơ mà. Hẹn gặp lại. Nội dung video được dựa trên sách truyện cùng tên. Mời các bạn đón đọc. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.